chỗ này nó thiếu nè, nó thiếu cái tấm gỗ nè. Đi thôi mấy em ơi, đi thôi let's go. Chỗ này nó gì đây, một cây cái này là cây cái đồ dặn ốc mà đúng không? Rồi từ từ, cái mỏ lết hay gì vậy bạn ơi? Rồi thì đi lẹ đi, cái cầu này nó bị làm sao á, đi nhanh lên. Rồi từ nha let's go đi lẹ mấy đứa ơi. Bây giờ là hôm nay anh không có hẹn hò nữa nha, anh đi về luôn rồi. Rồi đi tiếp. Rồi từ từ. Ây à ha, các bạn nhìn nước dưới kìa, ô nhiễm chưa, nó xanh lè xanh lét à, rất là ô nhiễm luôn các bạn. Mà sao người ta cho mình cái này mà mình lấy không được ta? Cái này nè, mình thấy quá trời luôn á, mình sợ nó cần các bạn, mình sợ là lúc nó cần mình không có đó chứ, mình phải lấy. Rồi trời ơi, nước đằng kia còn ô nhiễm hơn nè, các bạn nhìn nước nè, nè chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Nước gì mà gớm quá, ghê quá. Thôi đi thôi mấy đứa, ơi, let's go. Ê, từ từ. Trời ơi, cái gì mà, trời ơi thanh niên, đã nói rồi mà, nước ở đây nó bị làm sao rồi, nó bị ô nhiễm lắm rồi. Đừng, từ từ. Đó, thấy chưa. Cái nước các bạn thấy nó ô nhiễm không? Quá xanh luôn, dưới cống mà. Ồ, đâu có gì vậy? Sao mà toàn là cái gì đây? Hình nộm hả? Hình nộm các bạn ơi. Ý, này ghê quá, hình nộm nè. Mà đã canh. Rồi, cái gì đây? Bây giờ là mình sẽ đu dây qua các bạn ơi, đu cáp treo. Yeah, tiếp tục đu cáp treo qua các bạn ơi. Trời ơi, không ngờ luôn á, cầu rết của mình đáng sợ quá. Đu cáp treo qua nè các bạn ơi. Đừng nha, đừng có bấm gì nha bạn ơi, bạn bấm nữa chừng nó quay về đó. Yeah, cố lên. Trời ơi, cái cáp này nó dài quá các bạn ơi, mình sợ mấy thanh niên kia bấm quá. Đừng bấm. Rồi, yeah, thành công rồi, các bạn không, nó quay trở về nè các bạn không. Rồi, thành công rồi, đi, let's go. Rồi, từ, ở đâu đây? Một cái nhà kho. Ủa, sao ở dưới cống mà có nhà kho sản xuất đồ chơi nè? Hàng gì hồi nãy có mannequin các bạn thấy không? Rồi, đi tiếp nào. Trời ơi, mà sao toàn là mấy cái chỗ mà toàn là chất độc hay là cái gì xong không biết, ghê quá các bạn ơi. Nhà dưới garage của mình ghê quá, dưới nhà garage của mình á. Wow, ê, từ nào. Wow, nhanh lên. Ui, có bẫy nè, trời, đi xuyên qua bẫy luôn, ghê vậy. Thanh niên này áo thịt đấy. Rồi, này thì đi xuyên qua bẫy nè. Nói người ta cuối cùng mình cũng bị vậy luôn. Rồi, từ quá. Rồi, cái bẫy này khó nè, nhiều thanh niên chưa qua được nè. Rồi, quá. À, rồi, cố lên em ơi. Quá. Rồi, anh qua được rồi nè. Từ. Rồi, chuẩn bị. Chạy. Quá. Qua đi em. Đúng rồi. Yes. Ê, cửa thoát đúng không? Cửa thoát. Ông đâu? Cái gì vậy? Có người đang cầm trên kia kìa. Cái này là vít tim là cái gì? Ê. Ủa, cái gì nó bay lơ lửng nè các bạn. À, cái cây này là cần phải có tiền nha các bạn ơi. Oh no, cái gì? À, ngồi dậy kìa. Zombie các bạn ơi. Hình như cái này là bạn cũ của Crush mình hay sao á. Zombie các bạn ơi. Từ. Chà, đánh zombie được không? Chà, không được, chạy đi, mày đứa ơi. Ở đây có gì nè? Ui, zombie rồi đúng không các bạn ơi, này zombie nè, ngồi dậy kìa. Thôi, giỡn mà. Ui, kìa zombie, ui nó ngồi dậy các bạn ơi, ui nó ngồi dậy, trời nó ngồi dậy kìa. Thôi, mở cửa, lẹ, ui, giờ sao, à, cái gì vậy? Ủa cái này cái gì vậy? À, cái này là nó mình phải né cái này. Thôi, từ từ mấy đứa ơi, từ, ghê quá. Rồi, chạy ra, chuẩn bị nè. Từ từ, Red light kìa, chạy cái gì? Red light chạy.
Oh no. Ơ sao tụi nó chạy được? À tụi nó khác mình phải tự. Ai một thanh niên. Chạy nè, này thì chạy, đứng lại. À, các bạn thấy không? Giống cờ rết của mình không? Đây là búp bê của cờ rết các bạn ơi. À, đấy, thấy chưa, mình tính hết rồi. Hơi bị ghê đấy. Stop. À, sao bắt được anh? À, rồi, từ từ. Đi, lại. Stop. Từ dừng lại. Ui. Let's go. Qua luôn. Chèo qua được rồi. Nè, các bạn nhìn nè. Y như cờ rết của mình luôn. Phải không? Không khác gì luôn nè. Ui. Cố lên em ơi, anh đi trước đây. Ui. Wow. Cái gì vậy? Thanh niên này đang nhìn gì dưới vậy? Đang nhìn gì em? Ở dưới có gì hả? À, dưới có đường. Nó đang nhìn ở dưới nên nó có kiếm đường các bạn. Em dưới hả? Có liều quá không? Nhảy từ từ xuống thôi. Đúng rồi, nhảy từ từ xuống đây nè. Đây, thấy rồi. Từ từ em ơi. Ui. Nơi vậy? Ơi. Rồi, ơi mày nhảy xuống đường rồi nè. Hay quá, đi tiếp. Wow, gì đấy? Hình như là mình nghe tiếng đàn các bạn ơi. Một tiếng đàn rất là hay. Tiếng đàn piano, ơi có gì khóa nè. Khóa. À, có người đang chơi piano kìa. Có người đang chơi piano các bạn. Đây, để mình xuống mình coi ai chơi piano. Đây, có chìa khóa nè, là một khóa rồi. Một bức tranh đó bạn. Có một người đang chơi piano. Wow. Đang chơi piano hả? Hay vậy? Ơi, mà sao người này mặc đồ rách tùm lum vậy? Hình như người này không có một chân hả bạn ơi. Người này có một chân hả? Vì làm sao á? Rồi lại tiếp tục là tìm ba chìa khóa. À đây chìa khóa đây. Đây rồi, đây piano các bạn ơi. Bạn đã biết chơi đánh đàn piano không? Mình thì mình không biết các bạn ơi. Rồi đi nào. Let's go. Đi. Đây mình đi trước. Rồi mình mở cửa coi. Rồi cửa mở ra nè. Oh no. Hả? Ai vậy? Ui. Cái bà nào á? Thôi. Ui. Ma các bạn ơi. Anh là ma. Các bạn nhìn kìa. Anh là ma chứ không phải là người đâu. Mình cứ tưởng là người. Trời ơi, sao chạy? Nhanh lên. Có ai đứa nào không? Đứa nào cứu anh không? Đâu hết rồi. Trời, nó gặp bà này nó sợ quá, nó chạy hết rồi. Nó bãi chỗ hết rồi. Đứa nào? Đây, có đâu. Ơi, hình quá. Hết dí rồi phải không? Ê, mình chạy nhanh nè. Hết dí được mình rồi. Chạy nhanh nè, dí được không? Chạy nhanh nè. Này, có bà nhìn bà nè. Ui, let's go. Có khi nào đó là cờ rết của mình không trời? Cờ rết của mình cái hình dạng thật sự là như vậy không? Trời ơi, thằng ấy nào? Xa chứ ta, sao này đi xa vậy? Ê, từ từ. Go, let's go các bạn ơi. Chỗ này nói chung là hạ, chúng ta phải cẩn thận nè. Nó chạy nhanh các bạn. Rồi đi đường nào cũng được, ở đây là đi đường nào cũng được các bạn ơi. Ê, wow. Đừng có hấp tấp quá. Rồi, yes, được rồi. Lại tiếp tục chìa khóa nè các bạn. Mình thấy có chìa khóa nào phải lụm chìa khóa thôi. Đó, các bạn lưu ý nha, có chìa khóa là các bạn cứ lụm nha. Ở trong này có nè, đấy. Nó phát sáng các bạn ơi, chìa khóa nó phát sáng. Ở đây con cái nè. Ui, đang đi tìm những cái mà gọi là đáng sợ quá. Alo, có đứa nào không? Được rồi nè các bạn. Yeah, mở cửa. Trời ơi, tính ra cờ rết của mình, cái nhà toàn là cái gì đâu không mà mê cung nữa các bạn. Như vậy. Ê, đừng nha. Biết ngay mà vừa nhắc tới bà xuất hiện. Kìa bà kìa, chạy đi em, chạy đi. Mình chạy nhanh không được. Khổ quá đi. Bà đang sau lưng kìa. Chạy thôi. Kìa bà sau lưng đúng không, bà sau lưng. Ủa no, bà sau lưng, bà chạy nhanh quá ta. Mình đi đại luôn, mình không biết đường bạn ơi. Trời ơi, đây có đường rồi. Ui, hình quá. Ở biến mắt rồi. Ui cái gì vậy? Trời ơi. Cái níp. Ui nó bay các bạn ơi. Níp. Cái này phải không? Đọc là níp không ta? Rồi từ. Ui. Rồi quá. Đứng này. Rồi quá. Qua luôn. Đứng này. Qua luôn. Hả? À, yeah. Ôi mình mở cửa được rồi nè. Rồi khoan từ nha. Có khi nào mình thoát khỏi chỗ này được chưa? Ơ. Ui. Cái tivi hồi nãy nó bị rớt xuống rồi nè. Ơ không phải mình làm nha, hồi nãy mình chỉ tới mình nhìn thôi chứ mình có đụng vô đâu. Ơ đừng đổ thừa mình làm nha. Ơ không. Cái nhà bị quậy tung lên luôn các bạn ơi, cái nhà bị quậy banh hết luôn rồi nè. Rồi. Có khi nào bạn gái của mình, crush của mình
phá ông ta. Đúng rồi, bà như bà bị ma nhập hay sao á. Để mình xem coi, phải không. Ê, khoan, từ từ. Sao cái này nó đi ghê vậy. Nè. Ê, hình như mình thoát rồi. Đã, mình chạy về nhà được rồi. Cái cửa này hồi nãy cửa vô nè, nhưng mà các bạn nhìn nè, tivi này tuy là không có dây điện nhưng mà nó vẫn còn chạy. Ảo vậy. Thôi, đi. Ôi cái gì? Thời gian đang đếm kìa, 7, 6, 5. Ủa là sao? Ôi, sao cái phòng màu hồng đẹp lắm mà. Giờ sao? Ôi, rồi chuẩn bị mở cửa hay sao á? Đây thực sự là, ê, cái vậy? Thực sự là crush của mình hay sao? Trời, các bạn nhìn kìa. Ê, mình lấy được cái bazooka này không? Không được, à đây có bazooka nè. Yo. Sorry, nhưng tôi không muốn gọi là hạ tiêu diệt bà đâu. Nhưng mà bây giờ bà điên rồi. Bà điên rồi, Rod ơi, còn Rod ơi. Ủa sao mình bắn được? Ê, bazooka bị hư rồi. Hàng phát ke. À đây, nó bắn chậm các bạn ơi. No, giờ sao đây? Yeah, cố lên. Mấy đứa kia đâu hết rồi, sao nó không phụ mình? Mấy đứa ơi, xuống đây phụ anh với. Ở đây có cái ngựa nè, để mình núp cái con ngựa này. Dạ, yeah, phi ngựa lên. Dạ, dạ, dạ. Yo. Đấy. Mấy đứa kia giúp anh với. Trời ơi, bà bắn tên lửa bạn ơi. Mà tính ra bà crush của mình hợp với mình bộ. Thích màu hồng luôn nè. Ấy. Mày thì cái bazooka này nó bắn chậm lắm các bạn ơi. Sao mấy đứa này nó không xuống giúp mình? Ê! Giúp anh cái. Rồi xong rồi nó bị ngẫm luôn rồi các bạn ơi. Chắc là nó đang chiến đấu hay sao á. Oh no, xuống giúp anh cái đi mấy đứa ơi. Đây nó cái vòng vòng nè. Ây da, trời ơi, trúng một cái một hơn nửa cây máu. Sao chơi lại? Nhanh, ơi, nhanh. Rồi, nửa cây máu rồi. Mình đã gọi là ha, nếu như là ha, làm cho bà này mình mất nửa cây máu rồi các bạn ơi. Cố lên. Nhanh. Đây nè, trời ơi. Thôi mà. No. Cố anh với mấy đứa ơi. Sao mà có mấy đứa em công nhận nó tuyệt vời ở một trời thiệt á. Trời ơi, lúc mà ăn tiệc hay là đi chơi thì có mặt nhanh lắm. Còn bây giờ đánh nhau thì núp trên đây nè. Núp trên đây các bạn ơi. Thiệt tình. Thôi để mình tự luôn đi. Bởi người ta nói làm anh khó đấy mà. Phải đâu chuyện đùa đúng không các bạn. Rồi. Yo. Yeah. Yeah. Ui. Chúc mừng bạn. Bạn đã thoát được khỏi Evil Girl. Là cô gái gọi là bị ma nhập bạn. Yeah. Thoát rồi. Yes. Thì cuối cùng mình đã tìm được cho các bạn thấy được sự thật về bạn gái của mình. Bị ma nhập mới buồn chứ. Rồi. Lên đây ngồi. Dạ. Yeah. Lắc được không? Lắc được. Ôi. Ở đây có người nè. Ý. Bạn gái của mình đây nè. Dễ thương trở lại rồi. Hồi nãy lúc mà mình gọi là tiêu diệt được bạn gái mình, nó không phải tiêu diệt mà mình đánh cái gọi là con ma các bạn. Bài khỏi người bạn gái của mình các bạn thấy không? Là lúc đó là một cái màu đỏ đó nó túa ra là coi như là con ma nó tan nát rồi. Đấy, bây giờ bạn gái mình nè. Ui, bây giờ là mình có thể ngồi đây chơi. Ôi, bạn gái mình dễ thương mà bạn. Đúng không? Ôi, có báu nè, từ từ. Cái này có báu nè. Ôi, từ từ lấy báu được không? Lấy báu cái đã. Có báu nè. Wow. Thôi, không thèm có báu đâu. Rồi, thôi, để mình lên mình chơi hú nhúng các bạn ơi. Yeah, và cảm ơn các bạn xem video này. Và nếu hay, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, sẽ có sẽ bên công như công. Nếu các bạn là fan, chấm mong hộ mình nha. Và đây chính là Lenderman thích chơi hú nhúng. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.